Hello hello các bạn ơi, bây giờ Thắng cùng với tất cả các bạn của Thắng sẽ chơi một cái trò chơi rất là quen thuộc, đó chính là trò trốn tìm. Nhưng mà không phải trốn tìm như mọi hôm đâu, mọi hôm là Thắng sẽ biến thành quái vật hoặc là trốn tìm biến thành đồ vật. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, Thắng sẽ trốn tìm ở trong nhà nha. Wow. Nhưng mà đây một cái, ngày hôm nay luật chơi là ai mà bị bét thì sẽ phải đi tìm từ đầu tới cuối. Đấy rồi, và Thắng là người bét lên là Thắng phải đi tìm mấy cái bạn này, Thắng không được đi trốn. Ơi nhưng mà sao có mỗi một bạn đi trốn thế này thì có mà Thắng tìm này dễ quá. Một bạn nữ luôn, bạn ơi, bạn đi trốn đi, cho bạn 5 giây nha. Wow, bịt mắt như thật nha, giống y như là chơi trốn tìm ở bên ngoài đời thực luôn. Bây giờ là đi tìm nè, chỉ có một người duy nhất thôi ở trong nhà, và bây giờ Thắng đang ở trong cái căn phòng bếp này. Đây là bàn ăn, còn bên dưới lại là khu vực lâu lướng nha. Ui, trốn kiểu gì này, trốn vào đây, đúng là cái bạn trẻ con này mà. Trốn người ta phải đi vào trong tủ hoặc là chạy ra bên ngoài ra một cái căn phòng khác. Đây á, lại còn chỗ được cái góc này, Thắng tìm ra luôn, bắt được cái bạn nữ này rồi. Wow, sang cấp độ tiếp theo thì Thắng phải đi tìm ba người này, hai bạn nữ và một bạn nam. Bắt đầu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, đi tìm nha. Quậy lần này là ở, vẫn là ở cái căn phòng bếp nha, nhưng mà có thêm chiếc tủ này và rất là nhiều đồ vật khác nữa, tủ lạnh tủ liếc, chắc chắn là mấy bạn đây sẽ trốn ở đó rồi. Sang bên nào, wow, có sự trợ giúp gì đây, hình như đây là một chiếc ống nhòm hay là sao ấy. Thắng đi đây thì Thắng mới nhìn được thấy này, à bên cạnh tay trái này là ống nhòm, còn bên tay phải này đó là chiếc la bàn. Từ hình như là chiếc la bàn sẽ chỉ tận nơi xem là bạn này chốt ở đâu, bạn kia chốt ở chỗ nào. Cần gì dùng sự trợ giúp, dùng sự trợ giúp là kém lắm nha. Ở trong tủ có ai không ta? Trong tủ không có ai mấy bạn ơi, không có ai thì Thắng sẽ sang một cái căn phòng khác. Nhưng mà khoan đã, ở cái tủ này nè, mở cái tủ quần áo ra cũng không có ai. Không đóng được tủ quần áo vào kìa. Không đóng vào thì Thắng sẽ đi kiểu gì đây? Thắng đi sang một cái con đường khác. Đây rồi, mở cái cánh cửa này ra, sang một căn phòng mới nha. Bên này, à trong tủ này, trong tủ này có một bạn nữ tóc màu da cam, lại bị Thắng bắt được rồi. Chơi trốn tìm này là nhìn thấy người không được chạy đâu, phải ngồi im nha. Bà ta định làm gì đây? Wow, cái gì đây? Chuyển thành huggy như kìa. Thắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người ta đã hết mất quảng cáo rồi. Lắm thứ quảng cáo mình muốn xem mà người ta lại không cho xem. Mở cái cánh cửa này ra nha. Khoan, ở bên dưới này vẫn còn phòng nha. Dưới này là phòng gì đây? Mở cái cửa, à thì ra là nhà tắm. Bên trong chiếc máy giặt này kiểu gì chả có người, nhưng mà lại không có ai. Không có ai thì ai có không? Thấy một bạn, bạn này trốn ở một chỗ vị trí rất là thông minh, trốn cái góc kia. Khi mà Thắng mở cửa ra thì sẽ che bạn đó, và bên cạnh cũng có cái bồn rửa mặt che bạn đó rồi. Nhưng mà Thắng vẫn nhìn thấy cái bạn trẻ trâu đeo kính này nha. 2/3 bạn rồi, bây giờ tôi sẽ đi sang cái căn phòng nè. Ui, phòng này chắc là phòng ngủ đấy đúng không? Phải không? Đúng luôn. À không phải phòng ngủ đâu, mà là phòng khách nha. Wow, các bạn nhìn thấy ở cái chỗ mở cái ghế chia có cái tóc của bạn nào chưa? Trốn kiểu gì mà lại còn để hở cái tóc? Thì Thắng nhìn thấy rồi, lần sau bạn nhớ thay mũ đi nha. Wow, lần này tụi Thắng trốn tìm ở cái căn nhà nào mà nhìn nó kinh dị, kiểu như đây là ngôi nhà ma ấy nhở, nhìn kiểu tối rồi. Chính xác như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 người luôn. Bây giờ Thắng phải đi tìm 11 người. Uầy, cái trò chơi của Thắng bây giờ nổi tiếng ra, ai cũng biết đến, ai cũng muốn chơi. 11 người thì tôi sẽ tìm nào đây? À, ở đây có sự trợ giúp con chó này, con Duck này chắc là nó sẽ đưa Thắng đi tìm tất cả các chỗ của bạn đó. Đâu rồi, con Duck của tôi đâu rồi? Tôi không biết cái con Duck của tôi ở đâu nữa. Thắng còn có cả ống nhòm kia. Đúng rồi, tốc độ khi mà cưỡi lên cái con Duck nó nhanh hẳn luôn. Nhưng mà thôi, mình sẽ sử dụng sự trợ giúp xem cái ống nhòm này đi. Wow,
Khi mà đang sử dụng cái ống nhòm nha, là ta sẽ nhìn thấy hết tất cả các bạn đang trốn ở đâu. Nhưng mà mỗi tội là cái ống nhòm này nó có thời gian sử dụng, nó sắp hết pin rồi kia kìa. Ống nhòm ơi, nó hết pin. Trời ơi, hết pin nhanh còn hơn cái thời gian xem quảng cáo của tôi đó. Nhưng mà tôi nhìn thấy nha, có một bạn trốn ở chỗ gần tôi đó, lấp ở đây. Chơi tìm rất hay là có mấy bạn kiểu trốn ở cạnh mình ấy. Xong bắt đầu là mình không biết luôn, để mình không nghi ngờ luôn. Thấy một bạn rồi, còn tận 10 bạn nữa cơ. Còn mấy cái người khác á, trốn trong cái căn phòng này. Cái ngôi nhà nhìn bí hiểm, tự nhiên này có một cái cánh cửa màu trắng khác hẳn tông màu luôn. Con đốc của mình nó dẫn đường cho mình mà mình không nhìn thấy á. Đây, kia kìa, có ai trốn ở trong thùng cắt tông này không? Không có ai. Trời ơi, cái con đốc của Thắng nhìn thấy cái bạn kia trốn ở đằng sau cái cánh cửa rồi. Nhưng mà Thắng đi qua lại không nhìn thấy. Đứng ở đây à, con đốc của tôi đánh hơi rồi nhé, còn lâu mới chạy thoát được. Nhưng mà các bạn ơi, cái con đốc của Thắng nó chạy đi đâu vậy nhở? Thắng chả nhìn thấy gì cả, hay là kìa luôn dẫn đường cho mình rồi. Nhưng mà xong quảng cáo ấy, nó đè mất nên mình không thấy cái con đốc của mình. Ở trong này có hai chiếc... có hai chiếc tủ, không biết trốn vào đây, lại trốn dưới cái bàn này thì ta nhìn thấy rồi còn đâu nữa. Leo. Wow, rất là đẳng cấp luôn nha, tóc kiểu ba sọc trắng, ít tuổi nhưng mà nhuộm tóc dân chơi. Thế còn ở trong tủ này có ai không ta? Không có ai. Bên trên này cũng không có ai. Thắng thì sẽ đi sang một cái căn phòng khác đi. Chắc là mỗi người sẽ trốn ở trong một cái căn phòng riêng đúng không? Có ai trốn trong lò than này không? Không có ai. Vậy thì trong tủ... không có. Thắng nhìn cái vệt đen kia, cứ tưởng là có người trốn ở trong này cơ. Còn tận 8 người nữa cơ. Ở bên dưới... các bạn ơi, gì cơ? Ở trong cái thùng đó, cái con đó của Thắng loại đánh hơi được nè. Người thứ 5 sẽ ở đâu đây? Ở trong này có mấy cái tổ nè, nhưng mà người ta không cho tìm kiếm. Cánh cửa này có mở được ra không? Cũng không mở được. Có người trốn trong chiếc tủ. Ra đây đúng một phần là tìm thấy cả ba người luôn nha. Một người ở trong tủ các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy tóc hồng chưa? Nhưng mà Thắng phải đi sang bên kia. Ở bên nè, các bạn không nhìn thấy đâu. Em ơi, một người nha. Ở đằng sau sẽ là người thứ 6 vẫn đứng ở đây. Và người thứ 7 ở trong cái tủ kia tiếp tục. Nè, quảng cáo nó nhảy vô. Hay quá, không quảng cáo. Bạn ơi, bạn dậy đi. Người thứ 8 rồi. 9, 10, 11 ở đâu? Có còn cái phòng nào nữa không? Cánh cửa này có mở được ra không ta? Không mở được cái cánh cửa nè. Có một chiếc tủ nè. Một bạn ở trong nè. Còn 3 người nữa nha. Nhưng mà hết rồi các bạn. Không còn phòng nào để mà Thắng đi tìm kiếm nữa. Lên trên này. Con đâu có Thắng nè. Thì ra là có một người trốn ở đằng sau cái tủ này. Lúc ấy Thắng tìm rồi. Nhưng mà bạn lại trốn ở đằng sau cơ. Người thứ 10. Còn cái căn phòng nào mà Thắng bỏ sót không ta? Ở ngoài này là tìm hết rồi nha. Đây rồi. Hai người chỗ đặt đằng sau chiếc tủ này. Wow. Và bây giờ là ra hẳn ngoài trời chơi trốn tìm luôn nha. Nhưng mà đông quá các bạn ơi. Cái cấp độ này chắc là phải 12, 13, 15 người gì đó. Để xem 5, 10, 15, 20, 20, 30, 30, 40, 45, 50 đi tìm. 15 người nha các bạn. 15 người. Rồi, tôi sẽ xem quảng cáo để lấy chiếc la bàn này. Tôi đi tìm luôn chứ ở ngoài này rộng quá thì tôi làm sao mà biết được. Đây rồi, Thắng đã có chiếc la bàn nha. La bàn này chỉ hướng nào cũng có người luôn. Đâu. Đông quá. Nhìn kìa, các bạn thấy đâu xa xa không? Có một bạn trốn kiểu gì không biết. Thắng nhìn thấy luôn nhưng mà Thắng phải đi qua cầu nha. Qua cầu bên tay phải, bạn kia đang ở bên trước mặt của Thắng luôn. Ở đây có hai cái hòm này, mở cái hòm này ra. Không có ai trốn vào trong thùng. Quay lui bên này. Có một bạn ở trong thùng tóc đen. Thế là thấy luôn cái bạn đó nha. Thấy một bạn rồi. Cái gì đây? Tôi đang chơi trốn tìm mà. Mình là một đứa trẻ con. Xong bắt đầu là mình lấy bóng nè. Mình chôn cái ông mà đang xem iPad kia đúng không?
Lấy ánh mắt của ông ta. Rồi, lấy ánh mắt của ông ta. Được rồi, và bây giờ làm gì đây? Hình như là lấy ánh mắt của ông ta xuống dưới. Ôi, nhưng mà thằng bị ông ta bắt được rồi. Thì ra là cái trò phá hoại. À, còn một cái hòm nữa nha. Wow. Bạn lấy đội cái mũ màu vàng hay là tóc màu vàng ở trong cái hòm màu vàng đây? Đeo kỹ nha. Hai bạn tiếp tục, đầu kia là có một người nữa nha. Đứng ở đấy làm gì? Thắng tìm thấy cái bạn nền luôn. Ok, là bạn chỉ ra đằng sau nè. Cái thùng này thì tìm. À, có lẽ là mấy bạn đây sẽ trốn ở đằng sau bụi cỏ đúng không? Đúng luôn. Một bạn nằm ở đây. Trời ơi, nằm ngắm sao á. Bây giờ đang ban ngày thì làm gì có sao đâu mà ngắm. Ôi, what the... Đi học xong bắt đầu bị cô giáo kéo bông xuống. Đánh đít. Tại lúc bạn ấy được cái điểm ép lên lại bị ăn đòn phải rồi. Các bạn nhớ, đi học phải được điểm 10. Được điểm ép thế kia, ăn đòn không ai bênh được đâu. Chiếc la bàn chỉ ra cái chỗ con dog này. Nhưng mà cái con dog này mình có xem đâu mà. À, trong một cái hòn đảo nhỏ nhỏ này có nhiều cây nhỏ nhỏ nha. Thấy rồi. Đây, bạn này rất là khôn. Trốn ở cái chỗ dễ như này là thằng đã tìm thấy nha. Và thằng đã hoàn thành xong 15 chuyến 15 người. Quỳnh thật, ngày hôm nay đi tìm được rất là nhiều người luôn. Thắng chưa bao giờ mà trốn tìm với đông người thế này. Bạn nào mà số đen á, đi tìm mấy chục người như thắng thì cơ mà bỏ cuộc luôn. Ok, và cái video của thằng tới đây là kết thúc rồi. Thắng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.